Cả đời này tôi vô cùng cảm ơn ba vị thầy của tôi. Thiếu một vị tôi không thể nào thành tựu. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu tôi nhập môn. Lúc đó thầy giáo Phương nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là triết học gia vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học trong Kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi đã nhập môn như vậy. Đại sư Dương Gia 3 năm giúp đỡ tôi đặt dựng nền móng. Ở bên thầy giáo Lý 10 năm giúp đỡ tôi trưởng thành thành tựu. Tôi niệm niệm không quên các thầy. Hàng quán trưởng đã hết sức gian khổ hộ trì 30 năm. Lúc đó tôi cái gì cũng không cần. Tôi nói với bà, tôi chỉ muốn mỗi ngày giảng kinh không gián đoạn. Điểm này bà đã giúp đỡ tôi. Không có sự luyện tập này, làm sao có thể thành công? Thời gian trôi qua rất nhanh. 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp, 33 tuổi xuất gia. Ngày tôi xuất gia đã bắt đầu giảng dạy, bắt đầu giảng kinh. Đến năm nay đã 58 năm rồi.
Nam mô A Di Đà Phật.